Hello, xin chào tất cả anh chị em đã đến với chương trình nhịp đập thị trường của Tim Tech Profit và Linh Phan. Hôm nay là kết phiên ngày 12 tháng 9. Chúng ta đã thấy rằng là thị trường đã có một cái phiên hưng phấn tạo gap, sau đó thì cuối phiên lấp lại cái gap 1250. Vậy thì cái xu hướng tiếp theo của VN-Index như thế nào? Chúng ta sẽ cùng theo dõi trong video dưới đây nhé. Là bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Rồi quay trở lại VN Index của chúng ta thì chúng ta thấy rằng là nó vẫn đang sau ba cái phiên bán rất là mạnh thì đến cái phiên thứ sáu tuần trước chúng ta thấy là đã có một cái phiên rút chân rất mạnh và tiếp nối cái đà như vậy. Chúng ta thấy rằng hôm nay nó tạo một cái gap gap up và đến cuối phiên chúng ta thấy rằng là cái xu hướng gap up thì nó đã bị xóa nhòa bởi là gì, thị trường nó lấp lại gap này. Nhưng mà vấn đề là nó lấp lại cái gap này xong thì nó sẽ đi về đâu, thì liệu là nó có giữ được cái vùng 1250 này và tiếp tục là nó sẽ đi lên tiếp hay không, thì có lẽ rằng là chúng ta sẽ cùng phải quan sát thêm để chúng ta đưa ra kết luận. Nhưng nhìn chung về mặt thị trường thì Linh thấy rằng là dòng tiền đang khá là yếu và khá là dè dặt. Khi mà Linh quan sát một số những cái dòng cổ phiếu dẫn dắt, ví dụ như nhóm chứng khoán, nhóm bất động sản thương mại hay là nhóm ngân hàng, thì chúng ta thấy rằng là đa phần những cái mẫu hình của nhóm cổ phiếu này đều cho thấy là xu hướng khá là xấu. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ cùng quan sát xem cái vùng 1245 đến cái vùng 250 này liệu index nó có giữ được cái vùng cản ngang và đồng thời nó cũng là cái vùng cản chéo này hay không. Bởi nếu thủng cái vùng này thì rất có thể index nó sẽ về cái vùng thấp hơn là 1220 và 1200. Còn nếu nó giữ được cái vùng này, đúng không ạ? Giữ được cái vùng này thì mình hy vọng rằng là nó sẽ cùng test lại cái mốc 1280 và xa hơn 1310. Và ở đây thì Linh có một cái bức ảnh muốn cho anh chị em xem, đó chính là cái sự tương quan của VN-Index năm 2002 so với 2018. Thì cái sự tương quan này nó giống nhau đến 83,3% về mặt là diễn biến giá, còn về mặt là gọi là gì nhỉ, về mặt volume, về mặt khối lượng nó cũng giống nhau đến cái mức gọi là 86,5%, tức là rất là giống với giai đoạn năm 2018, thậm chí là giống cả về mặt thời gian luôn. Thì chúng ta thấy rằng cái giai đoạn năm 2018 thì cũng có một cái nhịp là VN-Index cũng giảm rất là sâu, nhưng sau đó thì ngay lập tức là nó hồi phục, nó đi lên luôn. Thì chúng ta thấy rằng là ở trong cái giai đoạn hiện nay của chúng ta là VN-Index nó cũng có một nhịp giảm sâu và sau đó nó giật ngược lên, thì nó cũng khá là tương đồng với cái giai đoạn năm 2018. Nếu như chúng ta nhìn vào đây, nếu như chúng ta nhìn vào đây thì đâu đó là nó giống cái nhịp này, đúng không? Và sau cái nhịp rũ này thì tiếp tục là VN-Index nó sẽ bò dần dần lên cái vùng đỉnh cũ của nó đây, và cái hộp chúng ta thấy rằng nó khá là rõ đó. Đó. Thì hy vọng rằng là sau, nếu mà nó tương quan đến như vậy thì hy vọng rằng là sau cái nhịp sập này thì nó sẽ có một cái nhịp giật lên về gần vùng đỉnh cũ, sau đó rồi thì mới thị trường mới lại gãy tiếp, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng nó khá là giống, cũng có nhịp hồi và dập, nhưng mà hy vọng rằng nó sẽ còn một nhịp nữa lên khoảng 30. Tất nhiên là chúng ta sẽ cùng quan sát xem là nó có giữ được cái vùng 1250 này hay không. Còn nếu không bán kèm vô, chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ phải tiếp tục chúng hạ thị trọng, và mình vẫn giữ nguyên cái quan điểm trong giai đoạn này là chúng ta hãy cầm từ khoảng 30 đến 50% cổ phiếu thôi. Và cái thứ hai nữa là nếu như anh chị em nào mà chưa thực sự chắc chắn thì cũng không nên mua mới trong giai đoạn này, chúng ta có thể hoàn toàn chúng ta đứng ngoài đợi thị trường cân bằng lại thì chúng ta vào. Còn với những anh em nào active hơn và giao dịch mạnh hơn thì vẫn có một số những cái mã cổ phiếu là nó đang khỏe hơn thị trường chung, và nó sau cái nhịp rũ vừa rồi thì nó cũng đã cạn vốn rồi và nó vẫn giữ được cái trend, thì Linh nghĩ rằng là anh chị em có thể là active hơn trong cái việc là giao dịch cũng được. Còn nếu anh chị em nào mà không thực sự chắc chắn thì hãy đứng ngoài, không làm sao cả. Để chị ạ, quay trở lại với tâm lý thị trường thì sau cái phiên ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là tâm lý thị trường nó đang ở cái vùng khoảng 19, là một cái vùng khá thấp. Tất nhiên là cái xu hướng của nó hoàn toàn là nó có thể rơi về cái vùng thấp hơn, là xấp xỉ cái vùng không ở đây là chuyện hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên thì đây là cái vùng mà chúng ta thấy rằng nó cũng hoàn toàn có thể là gì, một số mã nó cũng sẽ tạo đáy trước, còn tâm lý 10 phiên thì thậm chí nó đã rơi về cái vùng đáy và nó giật lên rồi. Đó, thì Linh nghĩ rằng là đây là cái giai đoạn mà góc nhìn của mình là chúng ta quan sát đầu tiên là thị trường tìm điểm cân bằng, cái thứ hai nữa là những cổ phiếu nào đang khỏe hơn thị trường trong giai đoạn này thì chúng ta sẽ phải lưu ý, đặc biệt ví dụ như mình có dòng thép chẳng hạn, một số cổ phiếu thép cũng khá là khỏe, đúng không? Hoặc là dòng dầu khí thì đánh tương đối sốc nhưng cơ bản nó cũng đã có nhịp bật lại khỏe hơn, thì đấy là hai cái dòng mà chúng ta đưa vào watchlist quan sát. Rồi quan sát là dòng cổ phiếu dẫn dắt ở thị trường trong giai đoạn này là dòng nào,
Thì thực tế rằng là khi mà Linh quan sát những cái dòng cổ phiếu khỏe, ví dụ đoạn trước, thì đến thời điểm này thì may ra là có bán lẻ là vẫn còn gì khỏe hơn là xu hướng mà nó còn ổn. Thì còn phân bón thì nó cũng đã tạo cái RS, nó tạo hai đỉnh mà nó cắm xuống rồi, đúng không ạ? Ví dụ một số những cái nhóm ngành khác, ví dụ như là chúng ta có thể quan tâm đến kim loại, đúng không ạ? Như là Hòa Phát, Hoa Sen và Nam Kim, thì kim loại cũng đang chớm khỏe hơn index, thì đấy là một dòng có thể là cho vào list. Và thực tế rằng là cái số lượng mà dòng khỏe hơn thực sự so với index thì bây giờ nó không có quá nhiều. Còn những cái dòng mà dưới index, ví dụ như dòng chứng khoán này, dòng vật xin lỗi mọi người, dòng thiết kế xây dựng và đầu tư công này, dòng ngân hàng này, đấy là những cái dòng mà bất động sản thương mại này, dầu khí này, thì cơ bản là những cái dòng key để lead thị trường thì nó vẫn đang nằm thấp hơn index. Và xu hướng, ví dụ bất động sản thương mại thì là xu hướng là đi xuống này. Tiếp theo nữa là dầu khí này, vẫn mặc dù có hồi phục nhưng mà vẫn đang yếu hơn index này. Đầu tư công này cũng yếu hơn index này, đi ngang ngân hàng cũng yếu hơn index này. Chứng khoán thì cũng yếu hơn index, và chúng ta thấy rằng là những cái cổ phiếu như là chứng khoán, bất động sản khu công nghiệp, bất động sản thương mại trong cái giai đoạn trước thì đều là những cái dòng mà khá là khỏe so với thị trường, nhưng mà đến thời điểm này nó đã chui xuống dưới index rồi. Thì thực sự là mình thấy rằng là thị trường đang ở cái giai đoạn tương đối là mong manh. Do vậy khi mà chúng ta chưa thực sự chắc chắn về cái minh chủ của thị trường giai đoạn này là dòng nào, chưa có, và thị trường cũng đang ngấp nghé ở cái vùng tương đối là nó mong manh, thì anh chị em hãy cứ để tỷ trọng khoảng 30-50% cổ phiếu, mình nghĩ rằng nó hoàn toàn hợp lý. Đó. Còn nếu mà không muốn mua mới thì thôi cứ đứng ngoài. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng ngó một số những cái cổ phiếu của một số dòng dẫn dắt, ví dụ như là SSI, thì ngay kể cả cái vùng neckline bên này thì nó cũng đã thủng rồi. Ví dụ hôm trước có một cái nến rút chân kéo lên kèm vol thì hôm nay lại bị đè vào cuối phiên, thì mình thấy rằng cũng rất là yếu. VND nó cái lịnh dần như thế này thì rất là yếu, đúng không? Bán kèm vol đè luôn cả cái nến doji ngày hôm thứ sáu, HCM đó rút chân lên, HCM còn khỏe hơn một tí xíu, nhưng mà cơ bản là cái xu hướng của nó thì nó cũng là xu hướng giảm. Tiếp theo nữa là BCI là một cổ phiếu rất khỏe trong dòng chứng khoán, thì hôm nay nó thủng cái nền rồi, đóng cửa thủng rồi đó, thì chúng ta thấy rằng là khá là bất ổn. Bit chúng ta thấy rằng cũng đã rơi xuống, tất nhiên đây là một cái vùng nền hỗ trợ, tuy nhiên thì cũng chưa biết là bao giờ nó mới lấy lại cái vùng này, đúng không ạ? Thì tốt nhất là bây giờ chúng ta hãy cứ cùng xem là nó phản ứng như thế nào. Còn hiện nay thì mình thấy rằng xu hướng là nó gãy cái nền cổ bên này, và nếu mà nó gãy tiếp cái vai bên này nữa, gãy tiếp cái vùng của 35 nữa thì sẽ rất là mệt mỏi. Đấy, nên là cùng quan sát. Nói chung là banh cũng không đẹp, ví dụ như CTG chúng ta thấy cũng gãy hết neckline rồi. Tất nhiên là về vùng này khả năng thì có bật BIT hay là CTG về vùng hỗ trợ thì sẽ có bật, thì nó sẽ giúp đỡ index phần nào, nhưng mà để nó là bật mạnh lại thì mình chưa thấy. Vietcom thì cũng chui hẳn về cái máng lợn cũ rồi, cái hộp này rồi. Thì Linh nghĩ rằng khi mà chui vào cái vùng này thì nó sẽ cần rất nhiều thời gian để nó lấy lại, vượt lại trên cái vùng trading trend này. Ngân hàng, và bây giờ nếu chúng ta quan sát dòng thép thì Hòa Phát thì cũng khá là yếu trong cái phiên ngày hôm nay. Hôm nay có một cái nến tóc nho nhỏ ở đây. Nếu mà zoom mà không nhỏ lắm, vol thì cũng đạt trung bình 20 phiên. Thì rất có thể là Hòa Phát sẽ test lại cái vùng này một lần nữa. Tiếp theo nữa là chúng ta có Hoa Sen, đúng không ạ? Hoa sen cũng tương tự, đúng không ạ? Cũng tương tự Nam Kim thì khỏe hơn, Nam Kim còn cái nến doji vốn khá ổn, nến doji xu hướng thì tốt hơn. Thì nếu mà lựa chọn thép thì mình nghĩ là Nam Kim sẽ là sự lựa chọn ổn hơn về mặt trading. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bất động sản khu công nghiệp là một cái dòng dẫn dắt, ví dụ như là KBC. KBC thì Linh thấy rằng là bây giờ đục về đến gần cái chân này rồi. Nên là đối với KBC thì mình nghĩ là vùng này thì nó không phải là một cổ phiếu khỏe của dòng bất động sản công nghiệp, nên mình sẽ không bắt đáy, nhưng mà xu hướng của nó thì khá là tệ. Vol thì có vẻ cạn rồi đấy, nhưng mà để gọi là tạo đáy thì cũng chưa đủ dữ liệu để confirm. SSC đúng không ạ? SSC loanh quanh cái vùng neckline này, cũng đã thủng, giật lên. Hôm nay thì test lại vol thấp, nhưng mà không biết là có giữ được không, cùng quan sát xem là có lấy lại được cái nền này hay không. Phước Hòa, Phước Hòa chúng ta thấy rằng là cũng đã rơi khỏi cái cản chéo này rồi, hôm nay cũng đến đóng một đến đỏ test quay trở lại cái vùng này không thành công, thì nếu mà nó gãy gập xuống nữa thì cũng khá ổn, còn nếu mà quay trở lại đây thì mình nghĩ sẽ cùng quan sát tốt hơn. IDC, đúng không? IDC thì cũng đang mong manh ở cái vùng trendline này,
đang mong manh ở vùng trendline này thì sẽ cùng xem phản ứng cái vùng này như thế nào. Tốt nhất là đợi nó ngoi lên hẳn thì anh em có thể vào cũng được, nhưng mà chắc chắn. Còn là vol thì mình thấy cũng khá là cạn rồi. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ cùng bất động sản thương mại đi. Còn Celldex là hai cổ phiếu rất là nổi tiếng đợt này. Những cổ phiếu này nó cứ lịm dần thôi. Linh có chia sẻ với anh chị em là cổ phiếu này cứ lịm dần xu hướng này thì khá là tệ. Và với mình thì mình sẽ cùng quan sát xem cái vùng neckline này xem nó giữ được không. Nếu mà nó bật lên được thì ổn, còn nếu mà nó cứ tiếp tục là nó lịm dần thì mình nghĩ rằng nên cắt, được chưa? Tránh tình trạng là để lâu nó cứ bào mòn nó cứ tài khoản, bởi vì nó cứ nỗi đau nó thêm dài, rất là mệt mỏi. Cái cổ phiếu này xác định là chết đinh thôi. DIG cũng vậy, DIG thì cũng đã thủng cái vai bên này rồi thì nó đang ở cái vùng đệm. Ở đây thì cùng xem cái vùng đệm này, ví dụ như là mình sẽ đợi cái vùng sâu hẳn ở đây đi, cái chân cái nến này đi, đâu đấy khoảng bắp mà hơi sâu nhỉ, mình nghĩ là khoảng tầm 33.5 mà thủng thì mình nghĩ là cũng nên bỏ. Nếu mà anh em nào cầm quá trì rồi và những cắt thì nên cắt sớm hơn, dự Nam Long đấy. Nam Long thì vẫn giữ được cái vai bên này khá là ổn, mặc dù thì xu hướng thì không được ổn lắm, nhưng mà giữ được cái vai bên này thì cũng sẽ, nếu mà giữ thì có thể là giữ được quan sát thêm, và nếu mà thủng vai thì nó lại phải bán thôi. Quay trở lại, chúng ta thấy rằng là về mặt xu hướng, về mặt tác động đến chỉ số, chúng ta thấy là hôm nay có Vinhome, MWG, VRE là kéo chỉ số. Thì nói chung là mấy ông này thì cứ thỉnh thoảng lại thay phiên nhau để giữ chỉ số thôi. Còn về mặt độ rộng thị trường, chúng ta thấy là sáng ngày hôm nay thì cái số mã xanh chiếm ưu thế, nhưng về mặt cơ bản thì đến cuối phiên lại có xuất hiện là gần đến HTC lại bắt đầu đóng cửa thả đó, lại có một đà bán rất là mạnh bung ra, và nó kéo cho cái số mã xanh nó chỉ còn 45% thôi, mã đỏ chiếm 40%. Đó, trong khi đầu phiên là đâu đấy khoảng tầm mã xanh chiếm khoảng tầm 70%. Đó, chúng ta thấy rằng là cái độ rộng thị trường nó thu hẹp dần và không có lít, thì mình nghĩ rằng là tốt nhất là anh chị em chắc chắn cứ để thị trường nó confirm trở lại. Đó, rồi ngó qua một chút xíu về dòng phân bón thì Linh thấy rằng là phân bón hôm trước là Linh có bảo là anh chị em nào muốn mua thì có thể là canh test về cái vùng này, nếu nó không thủng cái môn thấp thì ổn hơn. Nhưng hôm nay thì nó đóng một cái nến tương đối là xấu, vol này và nến này thì tương đối là xấu, thì có thể nó sẽ test lại cái vùng này một lần nữa thì xem như thế nào, nếu thực sự muốn mua thì chết đi. Đạm Cà Mau tương tự, đúng không ạ? Đạm Cà Mau tương tự thì cùng xem và test về cái vùng này như thế nào, khoảng tầm 35.5 không thủng thì có thể là vào về mặt chết đi nhé. Còn dòng phân bón thì thực sự mình không thích lắm. Có một cổ phiếu mà anh chị em khá là quan tâm, PAO thì nó loanh quanh cái vùng này thôi, mua thì mua được, không biết bao giờ nó chạy, thì tốt nhất là đợi cái phiên mà nó break hẳn thì mua. Đó, rồi thì chúng ta sẽ cùng quan sát xem nó phản ứng với cái nền này như thế nào, nếu mà vượt được khoảng tầm 14.5 thì sẽ ổn hơn. Thì đó là cái phần mà Linh update rất là nhanh về mặt xu hướng thị trường chung. Đại loại là trong giai đoạn này thì Linh thấy rằng thị trường nó cũng chưa thực sự mà nó rõ ràng cái xu thế để chúng ta vào dòng tiền khá là ngập ngừng, thì một vài cổ phiếu lẻ loi có thể nó vẫn sẽ có được cái sức mạnh khỏe hơn, thì anh chị em có thể là so vào độ chọn cuộc cờ. Còn nếu như thực sự mà chúng ta không biết mã nào ổn trong giai đoạn này, chúng ta cứ đứng ngoài không sao cả. Nếu mà anh chị em cảm thấy video này có ích cho anh chị em và chương trình Nhịp Động Thị Trường có ích cho anh chị em thì đừng tiếc một tim, một like để ủng hộ Linh, cũng như anh chị em support để làm sao để cho lan tỏa được cái thông tin này đến nhiều người hơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.